Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bản Tấn Tôn em ha. Hôm nay em lại lên một ít dao thủ công và thép đen ha. Lần này mình lên thì có ít Damascus và ít đá mài dao, cử mài dao ha. Gồm có 78 mã dao. Đấy. Thì 78 mã. Mã lần này mình lên là mã B nhá. Số 1 đến số 78. Cây số 1 ha. Cây số 1 là cây Nakiri nè nè. Cây Nakiri ha. Cái này thủ công nha, có chữ ở đây là hai chữ ha. Trong trong này dày được 4 ly rưỡi mỏng dần ra ngoài. Cái này size nhỏ nha. Size nhỏ thôi, dài 11,8, bản rộng nó là 3.5. Cái này có chữ cán ha, cán rin ha. Cái này mình bán 70.000 nha, B1. B2 là một cây cây dao này Nakiri. Đấy, cái này ốp không rỉ. Lõi nó là như không rỉ luôn. Đấy, rất là bén nha. Cái này bén cực kỳ luôn. Cái Nagari ốp không rỉ, lõi không rỉ là xài rất là ngon nha. Như lõi con này là lõi có rỉ vậy. Con này dày ở trong này cũng 4 ly rưỡi mỏng dần ra ngoài nha. Cái này mình bán 280.000 nha, dài 16, bản rộng nó là 4.3. Đây là 288. Còn rất là đẹp đấy. Bén ha. Bén kỹ luôn. Cái này cây cây đề ba, cây đề ba này của hãng Moritaka, cái hình bông cúc ha, hình như kiểu mặt trời vật nữa đấy. Nhưng mà chữ ở dưới này thì hơi mờ tí, nhưng còn logo hai chữ ở đây ha. Cái này thì nó là nguyên khối không rỉ, ốp không rỉ, lõi nguyên khối không rỉ luôn. Con này rất là bén nha. Còn đề ba này anh em đi làm, đi câu hoặc là đi biển xài nó không rỉ rất là sướng. Nhiều người người ta thích loại không rỉ như vậy, loại rỉ xài nó hơi dơ dơ á, nó rỉ lên nó dơ. Còn cây này khỏi cần vệ sinh luôn, để dài xài là rất là ok đấy. Cái này 250.000 nha, dài 14,9, bản rộng nó là 4.2. Cán nó là cán gỗ HK nha. Anh em xem cán gỗ HK này, rất là mới nha. Bóng đẹp. Hôm nay mình có một cây dao thép giấy xanh. Con này lõi rất là to ha. Lõi to này bén lắm anh em. Con này thì thép thì khỏi nói rồi, xịn rồi. Xịn nhất rồi ha. Đấy, thép xanh mà. Cái này nó ốp không rỉ, lõi không rỉ nha. Cái này còn nguyên bản luôn. Cái lõi nó to cực kỳ luôn. Đây, đây nó ghi chữ thép giấy xanh này. Thép xanh ha. Con này dài 16,3, bản rộng nó là 4 nha. Xanh thực cư nha. 3 lớp, ốp không rỉ, lõi thép giấy xanh. Rất là xịn nha. Cái này 470.000. Tại vì giờ dao này xịn lắm. Ngày trước là bán phải 6,5. Cái này cũng rất là bén, anh em nhìn mình cắt mình lượn lượn này. Lạng đi đâu là đứt đến đó nha. Cái này rất là bén. Cái này cũng 3 lớp. Đấy. Con này thì nó gôn, nó không rỉ nha. Đấy, ốp không rỉ và lõi con này cũng không rỉ luôn. Rất là xịn nha. Cái này Gyuto nha, dài 17.5, bản rộng nó là 3.9 nha. Cái này cái lõi nó còn cũng rất là ok. Đấy, cây này sử dụng rất là ít nha. Hàng này xài lướt thôi. Cây này cây số 4 nha. Ốp không rỉ là ngon rồi. Nhiều anh em thích ốp không rỉ lắm. Cây này 320.000 nha. 320.000. Đây có một cây dao Betty đấy, của Tupperware. Con này của Toyiro gia công ha. Hàng này rất là xịn nha. Toyiro làm thì anh em cứ yên tâm. Con này giá mới rất là mắc nha. Giá mới mà cây xanh thực cư là 5 triệu mấy rồi đấy. Cây Betty này cũng không rẻ hơn nhiều đâu anh em. Rẻ gì cũng phải rẻ tầm 1 triệu nữa thôi. 1 triệu, 1 triệu rưỡi tầm đó. Tại vì dao Betty với dao dao xanh thực cư đó, con dài 16.5 nó cũng như nhau thôi. Dài 15, bản rộng nó 3. Con này 550.000 nha. Con này là nó ghi đây là thép Thụy Điển nha. Thép
thủy điện không rỉ rất là xịn đấy. Đây là Swanding Stylitel này, Made in Japan này, cái này 37 lớp nó ghi ở đây ha. Nó là dòng không rỉ nha, anh em xài cứ quăng thoải mái, nó không rỉ đâu, rất là ngon. Con này cái vân rất là đẹp. Cái cán đó là cán cán inox kim loại ha, không rỉ luôn. B37 là một cây đấy, Masa cái gì Hero đó, rất là xịn nha. Cây này thì nó là làm thủ công, nó dày ở trong nha, dày ở trong tầm 3 ly, mỏng dần ra ngoài, nhưng mà ra ngoài này vẫn còn 2 ly rưỡi nha anh em. Đây. Cái này nó ốc không rỉ và lõi cũng không rỉ luôn. Con này mình nghĩ là thép giấy bạc, rất là xịn nha. Đấy, con này thép bạc là ngon lắm, nó ốc không rỉ, lõi không rỉ, vân vân mai này. Đấy, anh em nhìn cái đường mài nó này, chữ rất là đẹp và rất là dày nha, dày dặn, cùng rất đầm tay. Cán đó thì cán gỗ nó có cái đường gân á, mình cầm chống tuột tay này. Cái này mình bán 500.000 nha, dài 17.5, bản rộng nó là 4.5 nha. Cái này thép xịn nha anh em. Ở đây này, nó ghi thép thép chính, thép đặc biệt ấy. Cái này là B8, B8 là một cây cái này cây D3 đa năng nha. Nó vừa thái vừa làm D3, vừa lắp đồ được ha. Cái này D3 hai mặt nha. Cái này rất là xịn đấy, dày tầm 3 ly rưỡi, mỏng dần về mũi nha, nhưng mà về mũi nó vẫn còn dày này. Anh em nhìn cái lõi nó là lõi full nóc này. Và cái này nó đặc biệt là nó sử dụng thép Tama 2 Gane. Đây anh em thấy chữ hai chữ này này, Tama 2 Gane. Là một loại thép rất là hiếm nha. Loại thép này là dùng trong kiếm Nhật thôi. Đấy, mấy cây katana đó, katana với kiếm Nhật với mấy cây tanto nó mới có ha. Đấy, rất là hiếm nha. Cái này thì nó dài 15, bản rộng nó là 4 nha. Cái này siêu tầm, nó rất là hiếm. Một năm thì gặp tầm 4-5 cây thôi, nó không có nhiều đâu. Ai nhiều lắm thì cũng đó thôi. Tại vì mua lô thường thường mới có thôi, chứ không phải dễ ngoài mà có đâu. Cái này cây 3 lớp, ốc không rỉ, lõi không rỉ luôn. Đấy, ốc không rỉ, lõi không rỉ nha. Cái này lõi hình như có rỉ hả? Có rỉ anh em ơi. Nhưng mà bọc ở trên này nhìn rất là ấy á. Cái này mình bán với giá là 350.000, dài 15.5, bản rộng nó là 4.5 nha. Cái này 350 nha, 350. Rất là xịn nha, cái này xịn nha, thủ công ha, bén lắm. Mấy dao này xịn, rất là bén ha, cắt rất là ngọt. 350 nha, cái này nó ốp không rỉ. Rồi mình có một cây B10 nha. B10 là một cây siêu thép SG2 nha anh em. Cái này rất là xịn. Cái này anh em về gọt hoa quả hoặc là thái rau thái đồ là rất là sướng đấy. Nó 3 lớp. Đấy, thép ở đây là thép bột này. R2 ha. Còn này thép không rỉ. Ốc không rỉ luôn. Cái này 640.000 nha. Dài 16, khoảng rộng 3.5. Cái này nếu mà to là cái này mình bán 1.4 triệu lận nha. 1.4 triệu là cây 6 á, nếu mà cây đẹp là 1.6 triệu lận. Cây này B10 nha. Cây này SG2 thì anh em mua trải nghiệm thì cây này xài rất là sướng nha. Kinh tế ít thì mua cây này, tại vì mấy cây kia nó đẹp hơn thì nó sẽ mắc hơn ha. Cây này xấu hơn. Một cây Betty của dòng dòng này hình như ba chữ này là của ông nghệ nhân Takeda này. Đấy, chữ bên này là không biết cái chữ gì, nó có hai mặt chữ nha. Cái này thì nó thép á, nếu mà thép thép ấy là siêu xanh, còn không là thép xanh chắc chắn nha. Đấy, cái này rất là bén nha, cái lõi nó rỉ nha anh em, chứ không phải không rỉ đâu nè, siêu bén, lõi rỉ nha.
Cán ở đây anh em, cán còn ok ha, dài 12, bản rộng nó 2.9, rất là đẹp. Anh em nhìn ngoài là đẹp mê hồn luôn. Lõi nó là lõi xanh hoặc siêu xanh. Thì cái này nó rỉ nha anh em, cái này nó rỉ nha. 300.000 nha, cái đó 300. Rồi cái này thì ốp không rỉ và lõi không rỉ này. Cái này siêu xịn nhưng mà nó hơi rỗ ở mặt ngoài tí do hàng này, hàng bãi. Thì anh em cũng biết rồi, hàng bãi thì nó kiểu hàng bãi là do vấn đề là để mưa nắng ha. Mưa nắng thì nó sẽ bị axit, nó ăn lỏng mấy cái lỗ lấm tấm tí à. Đấy, cái nước nước rỉ nó ố vàng nó bám vô thì nó sẽ ăn ha. Ăn dù thép gì nó cũng phải ăn hết á. Nước mưa là nó ăn hết ha. Rồi cái này thì dài 16.5, bản rộng nó 4.3. Cái này là 340.000 nha. À, B12. Cái này nó dày ở trong đấy, dày ở trong 4.5 ly, mỏng dần ra ngoài á. Mấy cây này mới xịn, mấy cây nó xài mới ngon ha. Cái này thì siêu bén à. Cái này nó cắt không có cảm giác nè. Anh em nhìn này, ui, nó rất là bén nha. Tại vì biết vì sao nó bén không? Cái lưỡi dao nó rất là mỏng. Đấy, để trên nhìn xuống là không thấy lưỡi dao luôn á. Tàng hình luôn. Nó mỏng quá, nó mài full lát ha. Với lại cái lõi này nó to nè anh em nhìn này. Cái lõi nó càng to thì cái dao nó càng bén ha. Thì bén thì nó cũng có cái lợi cái hại. Nếu mà cắt thì nó nhanh nhanh lục, nhưng mà mài lại thì nó cũng nhanh bén lắm. Tại vì cái mép nó mỏng ha. Quan trọng cái thép nó giữ cạnh được rất là tốt hay không thôi. Nhưng mà bén là ngon rồi. Cái này dài 15.5, bản rộng nó là 4 ha. Cái này chữ rất là đẹp. Cái này vân tách rất là ok ha. Tuyệt vời luôn. Rồi cái này một cây cái này là cây DBS. Cái này là Chromax. Đấy, DBS là thép Chromax nha anh em. Cái này anh em nhìn này, ui rất là bén. Và thép này thì nó ngang với thép SG, thép xanh. Nhưng mà nó là xịn hơn nha. Tại vì nó là không rỉ, thép xanh thì nó rỉ nhiều lắm. Cái này thì độ cứng nó cũng tương đương với thép xanh. DBS Gold ha, thép sử dụng thép đặc biệt chính này, thép chính ha. Còn bên này là hãng ha, hãng dao Sakai. Cái này ba lớp mà cái này đặc biệt là nó thủ công nha. Anh em nhìn ở trên cái cán này. Cái cán ở chỗ này nó hơi hơi bị xấu xấu ngay cái sườn này tí thôi. Thì ở trong này nó sẽ dày ha. Đây dày phải 3.5 ly. Đấy, trong cái thủ công nha. Chromax mà thủ công. Nó sẽ dày ở trong cái tang này và mỏng dần ra ngoài, anh em nhìn để ý nó mỏng dần ra ngoài này. Cây này cầm rất là đầm tay nặng vì ở trong góc này dày 2.5 ly. Nó ốc không rỉ ha. Lõi cũng không rỉ luôn. Cây này 550.000, dài 17.5, bản rộng 4.3. Đấy, cây này thì xịn này. Cây này thủ công chính hiệu này ha. Thủ công chính hiệu Tosa, thép dưới xanh. Dày ở trong này tầm 4.5 ly, mỏng dần ra ngoài. Ram rung là còn nguyên rin. Lõi thép là rất là to. Đấy, còn nguyên rin này. Cái này bản 250.000. Đấy, có tem, có đồ đầy đủ đây nha. Dài 14.2, bản rộng 3.9 này. Rất là bén. Đấy, anh em nhìn này, cắt này. Rất là đã ha. Cái này về xài thì thôi luôn, sướng. Hôm nay có một cây dao đi câu của Shimano, là hãng cần câu nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở Nhật nha. Thì anh em chơi câu cá, câu cá là biết, 8.5, rộng của nó là 2.5. Cái này, này nó không rỉ mà nó phủ cái lớp sơn titan ở ngoài nha anh em. Nó là thép không rỉ nhưng mà phủ lớp sơn titan ở ngoài. Shimano thì cần câu nó với đồ các thứ là nó mắc lắm nha. Ở cây này thì nó có cái vỏ nó. Cái vỏ nó thì ở đây rất là xịn này. Con ốc mà nó cũng còn có chữ này. Đấy, chữ Shimano đó. Cái này mình bán cũng rẻ thôi. Nhờ anh em về chơi thôi.
220.000 nha. Số B16. B17 là một cái dao thủ công. Cái này chữ khắc tay rất là đẹp nha. Cái này khâu chéo nha. Rất là lâu lâu mới gặp một cây khâu chéo. Cái này ngày trước là bày bán rất là mắc ấy. 1.000.000 à. 1.1, 1.3. Cái này khâu chéo nữa ha. Cán rất là đẹp. Cái này nó dính lơ ha. Chùi cái nó hết ha. Cái này thì 3 lớp ốp khung rỉ ha. Nó ốp khung rỉ nhưng mà giống như Nasiji anh em. Nó có lỗ 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 ha. Lỗ siêu nhỏ. Con này thì mình nghĩ là thép VG10. Con này là Vân Giang Mai này. Đấy, Vân Giang Mai rất là đẹp này. 3 lớp ha, khâu chéo. Khâu chéo này ít gặp lắm. Cái này dài 16,5, bản rụng nó là 4.2. Siêu bén. Con này thì cán gỗ mun nha. Cái này bán 750.000. Khâu chéo này ít gặp. Chữ khắc tay rất là đẹp ha. Rồi có một cây B18 ha. B18 là một cây dao Betty. Thì con rồng nhá, hiệu con rồng. Logo hai mặt chữ luôn. Con này thì bán 320.000. Logo con rồng nha, rất là bóng nha. Cái lưỡi dao nó bóng lắm. Bóng và mới ha. Này, anh em nhìn này. Còn bóng và mới lắm. Nguyên bản ha. Nguyên rin nguyên bản. Dài nó được 14.5, bản rộng nó 2.7 ha, bản rất là rộng nha. Con rồng ở đây này. Đấy, sử dụng thép. Thép không rỉ ha. Đấy, Stalteo không rỉ. Con này thì Made Japan. Một em Tojiro. Tojiro thì là nghề mấy trăm năm rồi anh em biết rồi ha. Đấy. Tojiro nó bán dao rất là uy tín nè, nổi tiếng nữa. Những cái dao mà dòng tùy theo dòng nha. Mấy dòng này là dòng trong cấp đó. Còn cao cấp nữa là mấy dao rất là đắt đỏ ha. Dao mà của nghệ nhân làm á, đắt lắm. Nếu mà Tojiro so với mấy hãng khác là Tojiro hàng cao cấp là nó mắc nhất nha. Mắc hơn so với mấy hãng khác nhiều. Con này thì 3 lớp. Ốp không rỉ lõi VG10 nha. Santoku dài 16,7, bản rộng nó là 4.3. Cái này mình bán là 400.000 nha. Đấy, chữ Tojiro ở đây này. 3 lớp. Rồi cái này cái này cây phu Nichika đó. Đấy, quên mất tiêu cái tên. Pusachika hả? Cái này thì nó làm cái cán đặc biệt nha. Cán nó không có giống như những con dao khác. Nó kẹp cái khối inox ở đây này. Dao này thường thường là làm dao xịn thôi. Cái này nó sử dụng thép không rỉ ha. Dài 20,7, bản rùng nó là 3.7 ha. 350.000 nha. Con này thì nó bén khỏi nói rồi. Con này thép thép khăn rỉ nha, nó không rỉ đâu. Rất là bén nha. Đây có chữ thăng 3.000 này. 3.5 nha. Cái đó hiếm gặp lắm. Cái này một cây rất là bén nha, anh em nhìn thấy mình cắt này. Cắt xuống mà gắt lên cái là vẫn đứt này, đó. Rất là bén nha, không dùng lực luôn á. Cái này của hãng Masahiro. Cái này 340.000 nha, dài 24, bản rộng nó 4.5 nguyên bản luôn nha. Cái này chưa sử dụng đấy. Bản rin của nó đấy anh em. 21 ha. Rồi cây 22 này. 22 là có cây Nagiri nha. Nagiri này rất là ngon. Ba lớp Vân Nhân Mai. Lõi thép thì mình nghĩ là thép giấy trắng thôi. Mấy con Vân Nhân Mai này rất là ngon ha.
xanh hoặc trắng. Cái này dài 15,8 bản rộng 4.6 nha. Cái này B23 230.000. Cái này 280 này, cái này 230 này. Cái này Nakiri. Có chữ đây nè. Dài 16 bản rộng 4.2 nha. Rất là bén nha. Đây có một con ngựa này. Hirotomo này ha. Con này thì nó cũng là ốp không rỉ, lõi thép là thép giấy xanh, giấy xanh nha. Con này lõi thép giấy xanh. Con này cán gỗ khâu sân 360.000 nha, dài 15,8 bản rộng nó là 4.4 nha. Con này thì yên tâm, nó ốp không rỉ, xài cũng ngon. Thủ công nha, dày ở trong. 4 ly mỏng dần ra ngoài nha. Con này thì anh em về mài thêm nha. Nó cũng bén nhưng mà chưa ngọt lắm thôi. Con này thì đây, dao đây. Chữ rất là sâu nha. Cái này dài 16 bản rộng 4. $220.000 thôi. Đấy. Cái này 26. 26 luôn, cây Nakiri, à cây Betty. Betty có hiệu Kia nha. Betty Damascus nha. Rất là xịn đấy. Cây này thủ công luôn á. Kia nó làm cây này rất là ngon. Cây này khâu đúc ha, cán gỗ mun. Cây này dài 14,5, bản rộng nó là 2 nha. Kia này, hiệu Kia này. Cây này ghi 33 lớp. Đấy. Thép không rỉ. Con này Made Japan. Cái này 500.000 nhá. Của Kia. Kia này ít gặp, đam mê lắm. Con này của Masamoto. Masamoto con này rất là bén nha. Đấy. Masamoto. Đây có hai chữ ký ha. Chữ của nghệ nhân người khắc tay vô đây luôn á. Ở đây đóng cái mục tròn này như thép xanh. Ram đen nha. Ở đây có ram đen. Chưa sử dụng nha. Ở đây anh em nếu mà sử dụng thường thường nó hay bị măm măm đó. Cái lõi rất là to. Còn bén lắm. Dạ 14,3 bản rộng nó 4.3 nha. Cái này xài nguyên luôn á. Mặt sau nó vẫn hai lớp này. Nó ám ám ở đằng sau thôi chứ không phải rỉ nha. Anh em lấy giấy nhám trà xong rồi bôi dầu lên là được. Cái này B28 là cây Nakiri. Cái này thì rất là bén nha, siêu bén. Con này mình nghĩ là thép giấy xanh nè, nó bén lắm và thép cứng ha. Mài tách vân rất là lâu. Rất là bén ha. Con này đặc biệt dày ở trong này phải 5 ly, mỏng dần ra ngoài nha. Ở đây có chữ cái gì Masa đó. Đây. Sakai nha. Cái này dài 16,5 bản rộng 4.7, 230.000 thôi, rất là rẻ. Cái này có một cái dao đi phượt ha. Phượt hoặc là đi biển, nói chung là xài không rỉ đó, anh em thích đem đi đâu cũng được. Cái này Made in Sweden là Thụy Điển nha anh em. Con này ở đây vỏ nó có chữ này. Ở trên lưỡi dao nó vẫn có chữ Made in Sweden này. Đây. Con này sử dụng thép carbon không rỉ.
rất là bén nha. Đấy, anh em nhìn nó bén không, bén khỏi nói luôn, siêu bén ha. Rồi cái này mình bán với giá là 370.000 nha, 370.000, nó còn rất là mới đấy. Dài 8, bản rộng 1.8 nha, 370.000, 29 nha. Cái này là cái Tekuchi. Cái này thì cũng rất là xịn nha anh em. Đây, bên này có mặt chữ này, hai bên đều có chữ nha. Chữ bên này có mà chữ mực, chữ bên này là chữ khắc nha, chữ khắc mà nó nhũ vàng vô luôn. Con này thì 300.000, cán còn nguyên bản rin hết luôn ha, dài 12, bản rộng 2.6 nha. Cái này còn rất là đẹp, mới bóng lưỡng à. Cái này 300.000 nha, dòng không rỉ nha, cây Betty rất là đẹp, còn nguyên bản. Rồi cây này cây Menagerie. Cây này số 31 ha, dài 15.5, bản rộng nó 4.6 ha. Cây này dày ở trong này 5 ly, mỏng dần ra ngoài nha. Cây này mình bán 2.5 năm thôi. Cây này xịn đấy, của hãng Nasu chứ, chứ cà thì phải. Con này là của Hiro Masahiro. Masahiro là hãng rất là nổi tiếng nha anh em. Đây cái này rất là bén, nó sử dụng thép carbon á. Vân dân mai, anh em nhìn cái vân là thấy đã rồi. Nakiri. Con này rất là ít gặp nha. Nakiri là ít gặp. Cái cán này nè, anh em nhìn cái cán này. Cán này làm rất là đặc biệt. Đấy, cán này làm inox lòn nha, khâu lòn. Và cái cán nó có một cái chốt này này. Gỗ này rất là đẹp, gỗ bách ca. Giờ 16, bản rụng 4.6, 4.5, 4.8.000 nha. Đây, có một cây dành cho anh em đầu bếp. Cây này là cây Sujihiki của thằng Mizuno. Nó rất là bén nha. Anh em nhìn nó, cái độ bén của nó này. Ồ, cái này mình sẽ bớt 50.000 nha. Cái này mình bán 500 thôi cho anh em đầu bếp xài, hoặc là anh em sưu tầm. Mizuno hàng Sujihiki này rất là hiếm nha. Đấy, ít gặp lắm. Thường thường thấy Gyoto được không à. Còn rất là mới, sử dụng thép không rỉ, mới lắm nha, bén lắm. Rồi vô rất là bén. Dạ 25.2, bản rụng nó 2.9. Để mình sửa cái giá lại. Sửa lại 500 này nha. Có cây dao này Santaku. Cây này cán gỗ khâu sần, bán 200.000, dài 16, bản rộng 3.9 nha. Để mình test thử giấy. Cây này nó rất là bén, anh em thích thì về mài thêm ha. Đấy, hiện tại nó rất là bén rồi đấy. Đây có một cây Seven thép bạc nha. Nó là SS Nippon đấy. Thép bạc nha anh em. Thép bạc rất là xịn nha. Con này nó không rỉ đâu. Và cây này rất là đặc biệt, cái cán nó làm này giống như con dao Mizuno. Nguyên bản luôn nha. Con này thì về xài thì thôi khỏi nói, rất là sướng nha. Cái này ít gặp lắm. Đây, logo hình xem mình SS Nippon nha, siêu thép đấy, siêu thép Nippon đấy, gọi là thép bạc nha, nó có ghi chữ Seven ở trên đó. Cái này cái lắp cái Ritsuke, cái lắp ha, chuyên lắp cá ha, nhưng mà cái này cũng là thép bạc nha. Đấy, thép bạc 3 này, nó ghi thép bạc 3 ở đây này.
Đường ghi thép mặt 3 đây anh em. Rất là xịn nguyên khối luôn nha. Thép mặt 3 mà nguyên khối. Dài 17 bản rộng nó là 4.3 nha. Cái này mai mày bán lại tí nữa 470.000 nha. Cái này để riêng đi. Cái này cây Nakiri. Đấy. Nakiri mà ở đây nó đóng cái chữ gì đây không biết. Chữ này giống như chữ Tama. Rồi cái này Nakiri này, rất là bén à. Anh em nhìn cái lõi nó là ghiền ha. Và cái bản rộng nó 5.4 à 5.3, rất là rộng nha. Con này dài 4,5 ly, mỏng dần ra ngoài. Cái này xịn lắm. Bén thì thôi khỏi nói rồi. Cái này mấy con bản to, cứ bản to là bén ha. Cái này dài 16, bản rộng 5.3. Cái này 400.000 nha. Cái này 300 B38 ha. B38 là 180.000 nha. Cái này của dài 16,7, bản rộng nữa 4.5 nha. Rồi có cây cái này cây sung 39 nha. 39. 39 là cây dao con này là con ngựa nha, con ngựa Hirotomo. Con này thì nó khắc bằng tay thủ công nha, Hirotomo khắc bằng tay. Con này thì nó thép SLD, đấy thép gọi là dòng thép công cụ rất là xịn nha. SLD thì nó được xếp là thép công cụ như ngang ở với cái dòng thép bột đó anh em. Đấy. Nó cũng là dòng thép bột luôn. Nhưng mà SLD thì nó sẽ được 63 HTC nha. À, cái này rất là bén nha. Cán nó là cán gỗ mun. Khâu nó có cái lót đùng đây ha. Cái này dài 16, bản rộng nó là 4.3. Cái này thì 760.000. Đấy, cái này thì anh em sưu tầm nha. Không có hàng đâu. Hàng này thì nó là gọi là hàng tuyệt chủng, hàng hiếm. Cái này dài 4 ly, mỏng chừng ra ngoài. Lõi thép thì full nóc lên. Anh em nhìn thấy full nóc lõi thép luôn này. Rất là đẹp nha. Cái này còn rất là đẹp. Thép này thì ngon rồi. Có một cây Nakiri. Cái này thì con ngựa Hirotomo. Con ngựa chữ A nhé. Con ngựa nó có chữ A là thép xanh đó anh em. Con này thì dài 16, bản rộng nó là 4.4 nha. Con này bán 290 thôi. Thép xanh mà bán rẻ. Cái này dài ở trong 4,5 ly, mỏng dần ra ngoài nha. Cái này Masahiro này. Masahiro con này thì Gyoto. Con này cũng rất là hiếm đấy. Gyoto nó ít gặp ha. Dài 19, bản rộng nó 4.4, 440.000 nha. Số 41 nha. Cái này thì còn rất là mới nha. Bẻn thì khỏi nói rồi. Hirotomo thì nó ngon. Lõi thép nó là nó rất là to này, nên nó rất là bén nha. Con này lõi thép carbon nha, có rỉ nha. Nhưng mà ốc không rỉ. Con này thì bán 440.000 nha. Cái này đây, cái này cây cây dao thủ công. Đấy. Con này thép Chromax này. Có hai chữ này thép Chromax nha anh em. Hai chữ này này. Đấy. Chữ rèn đặc biệt đấy. Thép đặc biệt đấy. Ốc không rỉ, lõi của nó là lõi không rỉ luôn. Chromax không rỉ nha. Nó dài 17.5, bản rộng 4.3 nha. Cái này 500.000. B42 nha. Cái này thì nó dày thủ công luôn, dày ở trong này, trong gốc này dày 2,5 ly. Mỏng dần ra ngoài này, ra ngoài này còn 2 ly nha. 2,2 ly. Nó thủ công. Ở trong này dày này, anh nhìn thấy không?
Con này 500.000. Rất là bé nha. Thép không rỉ. Ốp không rỉ luôn. Cán nó là cán gỗ bách ca. Cái Nakiri này gold. Gold là ốp không rỉ. Lõ thép nó là thép có rỉ này. Ở đây nó ghi gold là không rỉ luôn ha. Con này không rỉ luôn. Nhưng mà đi nhìn cái lõi nó có rỉ này. Lõi ở dưới gốc này. Có rỉ nhưng mà rỉ chậm ha nè. Con này có mài rồi mà chưa bén lắm nha. Để riêng rồi mài lại. Con này 200.000 nha, dài 15,5. Bả rộng nó 4.1 ha. Cái này gầy B44 ha. Một cây dao lắc nha. Dao lắc này rất là bén anh em. Lắc một mặt nha. Nó mài 91 ha. Sau này lấm tấm tí thôi. Trước nó rất là đẹp nha. Cái này dài 14,4, bản rộng nó 3.6 nha. 35.000. Cái này 35.000. Cái này cây thủ công này. Để chữ khắc thủ công ha. Cái này nó ghi là thép gold. Gold là gồm VG1 hoặc VG10. Dòng VG đấy. Nó không rỉ nha. Ốc không rỉ, lõi không rỉ luôn. Cây này Santa Cruz rất ngon. Cây này B45. Dài 16,5, bản rộng nó 4.4, 380.000 nha. Đây, nó ghi thép này. Thép này thép giấy vàng. Thép giấy vàng nha anh em. Đây cây cái dao Nakiri, cái này dài 16, bản rộng 4.2. 43. Cái Nakiri bản vuông này bán 220 nha. Bản rẻ hơn giá bãi luôn anh em. Anh em ra bãi mua không được cái giá 200 đâu. Mắc hơn á, 250 á. Cái này dài 4 ly, mỏng dần ra ngoài nha, thủ công nha, có chữ đây nha. Chữ này giống chữ Tama này. Rồi đây có cây dao có hiệu katana. Đấy, hiệu cái dao kiếm nha, cái kiếm nha. Đấy, cái chữ chữ này là chữ dao này, chữ katana đó. Bên này đóng cái chữ thép, con này là thép háp nha, háp 40 á. Thép buộc ha. Đấy, cây này rất là hiếm gặp này anh em. Cái này anh em về tra cán vô là xài là thôi bá cháy luôn. Rất là ngon nha. Thép bột không rỉ nha. Ba lớp dao này. Đấy, chữ này là ba chữ này là chữ thép bột đó. À cái này mình bán giá là dài 16,2, bản rộng nó là 4.3. Cái này 750.000 nha, thủ công nha, dài ở trong, mỏng dần ra ngoài. Dòng này là mới hiếm nè. Còn mấy cái dòng khẩu đúc của đồ là bình thường, tại vì nó làm công nghiệp. Này dòng thủ công nó sẽ hiếm hơn. Nhưng mà anh em về thay cái cán mới đẳng cấp. Đây này thép xanh ha. Con này là 330.000. Con này là trái tim nha. Hiệu trái tim đó. Con này 330.000 nha. Dài 16,5, bản rộng là 4.2 nha. Vương Dân Mai này. Lõi thép giấy xanh. B48 nha. B49 nha. B49 là cây dao này còn nguyên luôn. Chưa sử dụng ha. Cái bản nó rất là rộng nha, 5.5, 5.5 nha, dày trong này 3 ly rưỡi, mỏng dần ra ngoài nha, thủ công nha. Chữ nó đây này, hãng nó đây ha. Trên cán vẫn còn tem, chưa sử dụng. Con này mình bán với giá là 390.000 nha. Bây giờ mình đưa cái camera lên tí, nó gần dao hơn ha.
Số 50 là một cái dao thép bạc, bạc 3. Giờ mình nói nhanh tí nha, anh em xem dao kỹ kỹ tí. Đấy, cái này thép bạc, thép bạc 3, rất là xịn nha. Cái này nói chung là bén, là siêu bén rồi đấy. Lõi rất là bự nè, anh em nhìn cái lõi nó khiếp nè. Cái này giờ 15,5, bản rộng nó 4.3 nha, 800.000 nha. Cái này cây thép bạc Nagari rất là hiếm nha. Nó bán 800.000. Rồi cái này cây cái dao thép giấy xanh của Tosa. Ở đây nó có ghi chữ thép giấy xanh nha. À không, không phải. Con này con Betty. Anh em nhìn cái lõi là biết uy tín rồi. Cái lõi nó này bóng bén ha, như gương luôn. Cái này thì nó ốp rỉ nha, nó thủ công mà. Cái này dày trong này 3.5 ly mỏng dần ra ngoài nha. Cái này mình bán 200.000, dài 14,5, bản rộng nó 2.6, cái Betty thôi. Một cái cây rồi các thứ rồi. Rồi có một cây Arisugu. Cái này thép hợp kim nha anh em. Arisugu thì anh em biết rồi. Cái này nó có logo kinh gì đây, là logo vương miện của nó này, anh em nhìn. Cái logo này ít gặp lắm nha. Hình như hàng đặc biệt á. Cái này nó bén thôi khỏi nói luôn. Cái này 360.000, dài 17,5, bản rộng nó là 3.5. Cái này thì thương hiệu rồi, nổi tiếng ha. Cây Betty nè. À, cây này cây Gyoto chứ. Anh em nhìn cái độ bén nó thì rất là đã ha. Nó úp dòng này thép rỉ nha. Thép như kiểu thép Nippon nữa. Cái này Damascus, quay hiệu Nasu, hiệu trái cà tím nè anh em. Đây, rất là bén nha. Con này thì mình nghĩ là 33 lớp, lõi thép nó là nghĩ là VG10 nhá. Dòng này nó không rỉ nha. Thép không rỉ, ốp không rỉ. Anh em nhìn thủ công hay không là anh em nhìn biết này. Dày ở trong này phải 3.5 ly, mỏng dần ra ngoài. Tại vì trong góc này nó mà dày là nó chắc chắn nó sẽ thủ công. Ở dưới này 4 ly luôn anh em. Rất là dày nha. Cây này 600.000 nha. Dài 16.5, bản rộng nó 4. Đây có một cây Nakiri. Con này vân vân mai. Con này thì thép nó là thép có rỉ nhẹ thôi nha, chứ không phải là nó rỉ nhiều, rỉ mà nhưng mà rỉ nhẹ thôi. Vân vân mai anh em nhìn mà biết là uy tín ha. Cái này thì nó cái lõi như vậy thì biết nó chưa dùng rồi. Cán này, cán này là cán gỗ rất là đẹp. Cái này 440.000 nha. Dài 15,5, bản rộng nó 4.8 luôn ha. Ui. Nagari 4.8 này xài ngon lắm á. Cây này cây số 55 nha. 55 là một cây dao là cây Santa Cư. Cái này thì thôi khỏi nói cái đồ bén nữa rồi. Cắt sợi cũng được nè. Đấy. Nó rất là bén. Cắt không có cảm giác. Cái này dài 16,3, bản rộng nó 4 ha, siêu bén ha. Rất là đẹp nha. 270.000 thôi, rất là rẻ. Ngang giá một tô phở nè. Cái này cái Nakiri. Cái Nakiri thủ công nha. Cái này thì anh em nhìn cái lõi bóng gương này. Lõi nó lõi bóng gương ha. Lõi nó thép xanh thôi. Chứ mấy con vân vân mai này không xanh thì trắng nha. Nó rất là xịn đấy. Cứ vân vân mai là mấy con đó là anh em để tí đấy, là mấy con ngon. Dài 16, bản rộng nó là 3.7 nha. Cái này dày phải 4.5 ly, mỏng dần ra ngoài. À hiệu hiệu nó đây này. 300.000 nha. Rất là mới. Cái lưỡi nó mỏng. Cái này cũng thủ công, dày ở trong này 4 ly, mỏng dần ra ngoài nha. Nhưng con này thì mình nghĩ là thép giấy bạc.
À, thép bạc ha. Thép bạc thì rất là ngon. Cái màu nó như mấy màu bạc á. Nó không có sáng nha. Đây cái lõi nó nè anh em nhìn nè. Cái này thủ công. Chữ khắc rất là đẹp. 700.000 nha. Cái này dài 16,5, bản rộng nó 4.3. Cái này thì đẹp, còn mới. 700.000 nha. Rồi cái này ốc không rỉ, lõi không rỉ. Con này thì 3 lớp. Nhưng mà ốc không rỉ, lõi không rỉ full nóc nha. Lõi nó full lên đến trên nóc này luôn nè. Ốc không rỉ, lõi không rỉ ra xài ngon ha. Dài 16, bản rộng 4.2. Cái này 270.000 nha. Rồi có một cây Garasugi. Garasugi thì anh em biết rồi ha. Dùng để chặt nha. Chặt xương xương đều được luôn á. Xương gà, xương vịt đồ á. Đấy, với lại lóc. Những xương, những đồ là chặt mấy cái chỗ gân rồi là rất là ngon. Còn này dày lắm. Dày ở đây phải 5 ly rưỡi, 6 ly à. Chặt cái 6 ly à. Garasugi thì nó được cái là nó dày hơn Honatsuki nha. Honatsuki thì nó mỏng hơn. Garasugi thì nó mỏng dày hơn và có thể chặt được. Cái này dài 17,5, bản rộng nó 4 nha. Cái này của hãng Minamoto ha. Cái này nó sử dụng thép Nippon Nhật Bản, nó ghi ở đây này, thép Nippon nha. Nippon Nhật Bản, hai chữ này chữ Nhật Bản ha, rất là xịn ha. Chữ này rèn đặc biệt đấy, thủ công. Cái này bán 550.000 nha. Đấy, rất là rẻ. Rồi cái này cây Nakiri, hàng không rỉ, nguyên khối. 2 ly mới dày đều nha. Con này thì nó dài 16, bản rộng 4.8 nha. Cái này 150.000. 150.000 nha anh em. Rất là rẻ. Không rỉ. Rồi một cây Damocus nha. Damocus này chắc bớt giá cho anh em một tí ha. Rất là bén nha. Con này của Seki Man, Kai Seki Man Kuroku á. Ở đây nó ghi chữ Made in Seki này, Japan này. Damocus. Dòng thép này là thép vanadium với molybdenum á, là cái lõi nó ha. Cái này thì kháng inox, anh em thích sạch sẽ thì xài cái này, cái này. Cái này 540.000. Thôi giờ bớt 40.000 luôn ha. Cho anh em về xài nha. Cái này nó chữ đây là như giống như chữ cài. Rồi có một cái dao Betty. Rất là đẹp nha, lõi to. Cái này 230.000 nha. 230.000. 200.000 luôn. Tem nó còn cái cán này chưa dùng nè. Cái này cái lõi nó vẫn to lắm. Lõi nó là lõi mấy con này thường thường là thép xanh không anh em. Rồi có một cây đề ba. Cây này dính keo ở trên này nha. Ở trên này thì cái lõi nó rất là đẹp nè. Bóng ha. Hai lớp nha. 340.000 nha. Dài 15, bản rộng 4.8. Dài lắm. Con này dày với 8 ly. 9 ly á. 9 ly á, trong gốc này 9 ly nha. 8 9 ly gì đó, rất là dày. 340.000 nha. Rồi có một cặp dao này mình bán 250.000 hai cây nha. Một cây Betty. Cây Betty cũng rất là bén á, Nakiri nữa. Hai cây này cây này dày 5 ly, mỏng dần ra ngoài này. Cây Betty này tặng kèm. 250.000 nha, dài 16, bản rộng 4.2. Cái này số 64 ha. 65 là cái viên đá nha. Viên đá của Okai nha. Viên này tầm 1.000 với 1.500 thôi. Viên này 200.000 nha. Dài 17,6, bản rộng 5.8 nha anh em. Dài dặn có chữ Kai. Viên này 1.000 nha. 1.000 của Sun, Kai Sun. Dài
17, bản rộng 5.7 nha, 250.000. Miếng xuân này nó mắc hơn nha. Cái này thì 250. Mỏng hơn mà mắc hơn. Cái này của xuân luôn này. Nhưng mà viên này nó độ mịn tới 3 ngang lận. Viên này dài 18.6 à, 3, bản rộng nó là 6.1 nha. Viên này thì anh em mua về xài thì rất là sướng, ngon. 300.000. Viên 68 là viên dày nhất của mình ha. Viên này độ dày nó rất là dày nha. Dày được 5 ly, à 5 cm. Dài thì 20.7, bản rộng nó 7 cm nha. Viên này thì 1,5 kg nha. 1,5 kg rất là nặng nha. Anh em mài thì rất là ok rồi. Độ mịn nó 6.000. Ở mặt này thì nó dính dơ thôi. Nó giống như mấy viên này nè, nó vẫn láng như mấy viên này, nó dính hàng bãi á. Viên này nó về nó mưa nắng nó chặt mấy cái nước lên thôi. Chứ mình mài cái là nó trắng bách rồi. Viên này thì 550.000 nha. Viên này viên 69. Đấy, 150.000 của cây 6.000 nha. Viên này thì nó hơi 66 tí thôi, nhưng xài rất là ngon, bề mặt thì bình thường mà. 150.000. Ở viên 70 nè, viên 70 cũng 6.000 nè. Viên này dài 20.3, bản rộng 4 cm nha. Viên này cũng 6.000. Viên này còn mới, đẹp. Lạnh lặng ha, không có gì. 190.000 nha. Dài 20.3, bản rộng 4. Viên này độ mịn nó thì 1,5 kg đến 2.000. Viên này dài 18.3, bản rộng nó 4 ha. Đó, dày đây này. Viên này thì của cai thôi. Viên này thì mình bán 230.000. 71 nha. Rồi 72. 72 là độ mịn viên này tầm 800 ha. Viên này thì vừa mài phá về mài bén cũng được luôn. Viên này thì 220.000, dài 20, bản rộng 5 nha. Viên này cũng rất là dày, dày phải 2 ly 2 phân rưỡi. À, 2 phân 4 nha, à, 2 phân rưỡi luôn đó. Viên này thì 270.000. Vâng, rất là ngon. Viên này thì thô thì tầm 500 đến 600 thôi. Thô ha, thô hơn viên kia nha. Thô hơn cái viên này tí nè. À, hai viên hai màu hơi khác nhau tí. Viên thô hơn, viên mịn hơn. Viên này thì dài 20, mã rộng 5. Nó cũng y chang viên đó, kích thước như nhau. Nhưng viên này cũng 220.000 nha. Tại vì đá thô với đá mịn này anh em đừng suy nghĩ là đá thô nó vẽ nha. Đá thô nó còn mắc hơn là đá mịn nữa. Đấy, càng thô thì không phải là càng mắc, nhưng mà nó có tùy theo kích thước và tùy theo hãng ha. Dài 20.5, bản rộng nó là 5.7, à, 5.4. Như hai viên này là của cai hết này. Đấy, nhưng mà viên mịn thì nó rẻ hơn nữa này. Thấy không? Viên mịn thì nó rẻ hơn viên thô luôn. Đấy, viên mịn có 190.000 như nhiêu, mà viên thô nó mắc hơn. Nên cái bước đá đầu tiên phá nó cũng rất là quan trọng đấy. Viên này thô độ mịn 400. Đấy, 400. Viên này dài 20.5, bản rộng nó là 4.5 nha. Viên này thì nó bị mẹ dăm tí, nhưng mà không ăn thua gì ha. 201. Viên này số hồi nãy 73, mình quên nói 73 trước nha. 73 xong mới đến viên 74 này. Đấy, xin lỗi nha. Anh em xem thì nhớ đọc số. Viên này số 75 ha. 75 là 200.000. 5, bản rộng nó 5 này, dài 20. Viên này thì thô rồi. Đấy, độ mịn là 320 nha. Viên này chuyên phá. Nhưng mà viên này tách vân cũng được nha. Xài vẫn ngon. Mày phá thì ok lắm. Viên này cũng thô này. Số 75 này, 76 là viên đá sữa nha. Đá sữa là 150.000 này. Viên đá này chuyên sữa. Sữa đá. Phải có một viên đá sữa như vậy mới ngon nữa. Viên này viên đá, nhưng mà nhỏ hơn mấy viên kia, giống viên kia mà nhỏ ngắn hơn. Dài 15.2, bản rộng nó 5 ha. Viên này cũng chuyên tách vân về viên phá thôi. 190.000. Rồi 79 là một cái cử mài dao ha. Cử này made in Japan luôn anh em.
Cửa này thì anh em kéo ra vậy thôi, bỏ viên đá vô, xong rồi siết cái này vô thôi được rồi. Siết cái này vô là nó giữ viên đá lại anh em. Siết vô ha. Ốc này là bằng bằng đồng, mạ đồng ha. Cái này thì 150.000 và 16,3 bản rộng nó là 5.6. Cuối cùng một cái cửa ngoài dao ha. Cửa này thì mình bán với giá là đây. Anh em siết cái này vô ha. Siết vô ha. 200.000 nha, cái cử này 200.000. Nó già 29 á. Già 29, bản rộng nó là được 6.3. Rồi, cuối video cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip kế tiếp nha. Xin chào, hẹn gặp lại.